Đây, Bộ Y tế Cuba vừa xác nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh đậu mùa khỉ tại nước này là một khách du lịch người Italia. Du khách 50 tuổi này được chẩn đoán nhiễm virus đậu mùa khỉ hôm 20 tháng 8 và đã không qua khỏi do 2 ngày trong tình trạng nguy kịch. Bộ Y tế Cuba cho biết nước này đã triển khai các hoạt động kiểm soát dịch bệnh theo đề cương được phê duyệt để phòng chống virus đậu mùa khỉ lây lan. Đồng thời nhấn mạnh những người tiếp xúc gần với bệnh nhân người Italy nói trên đều đã được cách ly và hiện chưa có bất kỳ triệu chứng nào. Trước đó ngày 22 tháng 8, Chủ tịch Cuba Miguel díaz canel khẳng định đảo quốc này đã sẵn sàng ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ. Theo thông cáo của ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Cuba, du khách người Italy tới đảo quốc Caribe ngày 15 tháng 8, thuê nhà và đi thăm nhiều địa điểm ở miền Tây đất nước. Ngày 17 tháng 8, người này xuất hiện một số triệu chứng và tới cơ sở y tế để theo dõi. Tuy nhiên, do bệnh trở nặng, bệnh nhân nhập viện ngày 18 tháng 8 trong tình trạng ngưng tim và điều trị tích cực trong quá trình điều trị phát hiện bệnh nhân có những tổn thương da nghi ngờ do virus đậu mùa khỉ gây nên bệnh viện đã lấy mẫu và gửi tới phòng thí nghiệm thuộc viện y học nhiệt đới Curry để xét nghiệm pcr kết quả xác nhận bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 23 tháng 7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ sau khi hơn 16.000 ca mắc được ghi nhận ở 75 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trước đây, bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu lưu hành ở Trung Phi và Tây Phi, nhưng từ tháng 5 vừa qua, bệnh đã xuất hiện ở bên ngoài hai khu vực này và bắt đầu lây lan nhanh. Đến nay, bệnh đậu mùa khỉ đã lan tới 90 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, với hơn 35.000 ca mắc bệnh và hàng chục ca tử vong châu âu và châu mỹ là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất mặc dù virus gây bệnh đậu mùa khỉ có thể lây nhiễm từ động vật sang người song các chuyên gia who nhấn mạnh sự lây lan toàn cầu gần đây là do tiếp xúc gần với người bệnh các triệu chứng điển hình của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt đau đầu đau nhức cơ năng lượng thấp sưng hạch bạch huyết phát ban hoặc tổn thương da những người mắc bệnh có thể lây lan cho người khác khi đã xuất hiện các triệu chứng và virus lây lan qua chất dịch cơ thể mủ hoặc máu từ các tổn thương da và các vật dụng mà người mắc bệnh sử dụng